Xe đạp thể thao vip.com xin chào các anh chị. Trong video này em tiến hành kiểm tra chiếc xe đạp thể thao, xe đạp Touring Carbon Twitter R5 RS22 để gửi cho anh Thanh Việt ở Hậu Giang. Vâng, Twitter R5 hiện đang có rất nhiều màu. Đây là đặc trưng của hãng xe đạp thể thao Twitter. Mỗi model thì hãng Twitter sản xuất từ 7 đến 9 màu. Vâng, rất đa dạng về màu sắc để khách hàng lựa chọn. Và đây là chiếc Twitter R5 RS22 với cấu hình khung càng cọc in bằng carbon fiber và sử dụng tay lái phô tăng vành bằng hợp kim nhôm cũng như là bộ chuyển động Retrobeck 22 tốc độ. Và đặc biệt chiếc Twitter R5 này có mức giá rất hợp lý, rất tốt từ shop xe đạp thể thao vip.com. Và bây giờ em sẽ kiểm tra cũng như là review nhanh về mẫu xe đạp Twitter R5 RS22, xe đạp touring tay ngang này, giới thiệu nhanh tới anh chị. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, anh Thanh Việt thì chọn chiếc màu đất sét. Vâng, cái màu này rất là mới từ hãng xe đạp thể thao Twitter. Cái màu rất đẹp, đang được dùng cho ô tô cũng như xe máy, màu rất đẹp và sạch sang. Vâng, Twitter R5 có cấu hình là khung càng cọc in bằng carbon và sử dụng carbon fiber anh chị nha, fiber. Và mẫu khung này, đây là mẫu khung mới nhất của hãng Twitter đang sử dụng cho xe đạp touring cũng như là xe đạp đua Touring R5 hay là xe đua R5, R10 thì sử dụng mẫu khung này. Mẫu khung rất đẹp, khỏe khoắn và mạnh mẽ, được hãng Twitter phát triển đầu những năm 2020. Tiếp theo là cặp bánh. Cặp bánh này là sử dụng cặp bánh nhôm, vâng, với vành nhôm cao 4cm của hãng Retrobeck, nan hoa bằng thép và sử dụng cặp Meyer Kaczynski bi bậc đạm bằng nhôm của hãng Retrobeck. Lốp sử dụng lốp 700x25 của hãng Innova Pro. Bộ chuyển động đang được trang bị cho chiếc Twitter R5 là bộ chuyển động Retrobeck. Vâng, bộ chuyển động với tay đề gạt 2x11 tốc độ, tức là sử dụng bộ đùi đĩa 2 tầng đĩa. Và bộ đùi đĩa của hãng đồ Wim TPE bằng nhôm trục rỗng, gạt đĩa Retrobeck, gạt lip Retrobeck 11 tít và điều khiển nít thả 11 tầng. Và một đĩa chạy với 11 nít, hai đĩa tức là 22 tốc độ. Và với mẫu Twitter R5 RS22 xe đạp tay ngang, xe đạp touring này thì shop đã chụp ảnh cũng như review chi tiết đăng trên web xe đạp thể thao vip.com cùng với giá của xe. Anh chị có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả video này, có thể đặt xe trực tiếp trên web shop có chương trình mua trả góp rất linh hoạt dành cho anh chị, hoặc đặt xe qua số điện thoại 0983315936. Dù anh chị ở bất cứ nơi đâu vẫn có người mang xe đến tận nhà cho anh chị nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Và đây là những phụ kiện anh Thanh Việt mua thêm cũng như là shop tặng, shop sẽ đóng và gửi cùng với xe. Còn đây là hộp phụ kiện theo xe gồm có yên, cọc yên, bê đàn. Và một lần nữa cảm ơn anh chị đã theo dõi video, và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao vip.com vào khung giờ rất quen thuộc 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Shop liên tục giới thiệu và bán tới anh chị nhiều sản phẩm mới. Còn bây giờ hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.